quý vị, ngày 9 tháng 4 năm 2024, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, gọi tắt là Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos, gọi tắt là Công ty Pharos và một số đơn vị liên quan. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết là cựu chủ tịch tập đoàn FLC bị truy tố về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, 4 người thuộc sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tức HOSE, cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhóm này gồm ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, ông Lê Hải Trà, cựu tổng giám đốc, cựu ủy viên hội đồng quản trị, thành viên độc lập hội đồng niêm yết, ông Trần Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng niêm yết, bà Lê Thị Tuyết Hằng, giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên hội đồng niêm yết. Thưa quý vị, theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, bị can Trịnh Văn Quyết đã sử dụng công ty Pharos làm công cụ chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối, tăng khống vốn góp chủ sở hữu tại doanh nghiệp này từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, các bị can hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp của công ty Pharos trên sàn chứng khoán, sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng xác định, ông Trịnh Văn Quyết giao ông Doãn Văn Phương là cựu tổng giám đốc tập đoàn FLC hiện đã bỏ trốn và bà Trịnh Thị Minh Huế là em gái của ông Quyết trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống, trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty Pharos. Tiếp đó, các bị can thuộc công ty Pharos, công ty kiểm toán, người thân quen của ông Quyết ký hợp thức các thủ tục nâng khống vốn góp và hợp thức sử dụng vốn góp khống, đồng thời ghi nhận thông tin gian dối này và báo cáo tài chính kiểm toán cũng như bản cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán. Theo cáo trạng, nhóm bị can ở vụ giám sát công ty đại chúng, đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nhóm bị can thuộc HOSE đã sử dụng những thông tin gian dối trong báo cáo tài chính kiểm toán và hồ sơ tài liệu của công ty Pharos cung cấp, từ đó chấp thuận công ty đại chúng đăng ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HOSE. Sau khi cổ phiếu lên sàn, ông Trịnh Văn Quyết xả bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp nâng khống cho hơn 30.400 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, qua đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, cựu chủ tịch tập đoàn FLC còn có mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các công ty trong tập đoàn. Do đó, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái mượn giấy tờ của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc tập đoàn FLC để thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán. Ông Quyết còn chỉ đạo em gái để cấp khống tiền cho các tài khoản chứng khoán nhằm thực hiện thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Các hành vi mà nhóm bị can sử dụng là liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp nội nhóm không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu, mua bán với khối lượng lớn, đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh. Những chiêu trò này hướng đến mục đích tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu. Sau khi giá cổ phiếu lên cao, ông Quyết cùng các đồng phạm xả bán, từ đó thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, để ông Trịnh Văn Quyết và em gái có thể thao túng thị trường chứng khoán là có sự tham gia giúp sức tích cực của các bị can trong tập đoàn FLC thông qua việc ký nghị quyết chỉ đạo cho các tài khoản mua chứng khoán không có tài sản đảm bảo, cấp khống tiền trái pháp luật. Cùng với đó là những người đã cho bà Trịnh Thị Minh Huế là em gái của ông Quyết mượn giấy tờ cá nhân để thành lập công ty mở các tài khoản chứng khoán nhằm thao túng thị trường chứng khoán, giúp ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính trên sàn chứng khoán. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.